Happy New Year. It's in East Ridge Mall, San Jose. Wow, it looks nice. Đồ ăn, người ta bán đồ ăn quá trời luôn. Chọn chọn món nào ăn chưa? Muốn ăn món gì? Nhiều đồ ăn dữ nè. We'll find something. Dessert, pho. Cái con bô bà dễ thương kìa. Màu hồng nè. Dễ thương ha. Cái này nè. Bếp đi. Quy muốn ăn kidney và hết rồi, mè gà hết rồi, sau ăn lem với lại mực. Súp nè, súp cua ốc heo. Bây giờ ăn thử xem ngon không nha. Phước ăn thử đi xem ngon không. Nóng á. Can I add more, man? How is it? Ngon không? Good. Missing some flavor, I think. Good. Good for winter. Good for winter in your body. When do we? Yeah, our food ready. Okay, no. Tới lại. Maybe they kêu. Nướng thịt nướng. Một tràng pháo tay cho nam ca sĩ Hoàng Nguyên thưa quý vị. Chỗ ni mắc nữa. Là xong rồi. Mực với lại cù, squid and lamb. Now we ăn try more food and food muốn number 3. The Thai noodle with tamarind sauce. Ta-da. Hấp dẫn chưa? Bây giờ chúng ta sẽ ăn thử xem cái ngon không hen. Ok, let's coi reaction của Phước. Try part of noodle. How is it? Lots of flavor. Ngon hả? Good. 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 Tamarind. Lots of flavor. I can feel tamarind. Mm, me too. Mới order bánh tráng trộn. Bồ bà nè. Mango milk, brown sugar với lại mango and honey bồ bà. Now we try bánh tráng trộn Vietnamese rice paper salad. How is it? Ngon không? Good. Try bồ bà too. Good. Everything good, huh? Good today. Not excellent, huh?